Xin kính chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 và chúng tôi đang có mặt ở tại nhà anh Lợi. Anh có địa chỉ là ở Hoài Đức, Trạm Trôi, Hà Nội. Và chúng tôi quay lại một chút video ngắn nhá để giới thiệu đến toàn thể các bác. Đây là cái căn nhà ba gian, nhà theo lối cổ truyền của nhà anh. Và gian bên này anh kê trường kỷ sập, gian giữa cũng kê sập và ô xa. Và cái sản phẩm chính hôm nay chúng tôi lắp cho anh là một bộ tranh tứ quý đá tàu. Đấy, kích thước là 1m27 nhân chiều ngang là 36. Anh là một trong những khách hàng quen với đơn vị của chúng tôi nhá. Hội bạn của anh thì mua rất là nhiều đồ của chúng tôi. Đấy, và anh hôm nay đến để mua ủng hộ chúng tôi cái bộ tranh tứ quý đá tàu này. Đấy, và tôi review lại một chút cái không gian của nhà anh. Đấy, nhà cổ truyền, nhà ba gian rất là đẹp. Đó là chúng tôi quay lên một đoạn video ngắn. Đấy, rất là chân thành cảm ơn anh Lợi nhá, đã ủng hộ cơ sở Bùi Tuấn. Và cũng xin được kính chúc đại gia đình mình là cứ luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công. Đấy, các bác xem này, nhà theo lối cổ truyền rất là đẹp. Đấy, đúng theo lối các cụ ngày xưa. Đấy, và bên kia thì anh có kê bộ bàn tròn gỗ, bàn tròn đục trúc, nhà anh cũng đầy đủ đồ rồi. Đấy, nhưng mà không gian đẹp quá, nên là chúng tôi cho lên một đoạn video ngắn để giới thiệu đến các bác. Bộ tranh tứ quý đá tàu rất hợp luôn ạ. Và các bác quan tâm những cái món đồ gỗ theo lối cổ truyền thì liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 083-626-999 hoặc số Zalo là 0985-230-888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.